chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Có rất nhiều bạn hỏi mình là nếu không có máy đánh trứng thì phải đánh lòng trắng trứng như thế nào? Thì câu trả lời luôn là các bạn có thể đánh bằng tay nhé. Có rất nhiều người nói là đánh bằng tay thì sẽ rất mỏi, có khi nổ chuột luôn, mà nhiều lúc đánh gãy tay cũng không thấy nó bông nữa. Nhưng thật ra thì sự thực không hoàn toàn như vậy đâu. Chỉ cần các bạn làm đúng theo các bước sau là việc đánh lòng trắng trứng bằng tay sẽ hoàn toàn dễ dàng. Ngoài ra, clip hôm nay thì mình cũng chia sẻ tất tần tật về đánh bông lòng trắng luôn, và những bạn nào dùng máy sẽ vẫn thấy rất có ích nhé. Đầu tiên là mình chuẩn bị ô đánh và phối đánh. Để đánh lòng trắng được hiệu quả nhất thì các bạn nên dùng ô sâu lòng, miệng hẹp. Các bạn nên chọn ô bằng kim loại, thủy tinh hay sứ là tốt nhất. Ô nhựa thì cũng ok, nhưng mà mình thấy nó không sạch sẽ bằng các loại ô kia ấy. Mình nên dùng phối lồng để đánh trứng được hiệu quả nhất. Phối càng lớn so với ô thì ta đánh sẽ càng nhanh nhé. Thêm nữa là ô và phới mình dùng phải hoàn toàn sạch sẽ và khô ráo, không được dính một chút nước hay lòng đỏ, dầu mỡ gì. Chỉ cần dính một chút thôi là lòng trắng sẽ không bông được đâu. Để đánh trứng thì mình cần chuẩn bị muối, nước chanh hoặc giấm và đường. Các bạn có thể dùng đường hạt mịn hoặc đường bột nếu không ảnh hưởng gì cả. Mình cũng đã đánh với đường hạt mịn và thành quả không khác gì nhé. Đây đều là các thành phần giúp ổn định protein trong lòng trắng và làm lòng trắng trứng bông tốt hơn. Đầu tiên ta tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Ở bước này thì các bạn cần chú ý là không được để một chút lòng đỏ nào dính vào lòng trắng nhé. Các bạn có thể tách riêng từng lòng trắng ra một bát, để nếu trứng có bị vỡ lòng thì mình cũng không làm ảnh hưởng đến lòng trắng đã tách trước đó. Lòng trắng trứng khi mới lấy từ tủ lạnh ra thì sẽ dễ tách lòng hơn lòng trắng để ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên lòng trắng để ở nhiệt độ phòng thì sẽ dễ đánh bông hơn. Vì vậy tốt nhất là mình nên tách trứng khi còn lạnh, rồi để cho trứng bớt lạnh thì mới bắt đầu đánh nhé. Điều này cũng không mất thời gian lắm đâu, vì thường thì khi làm bánh ta sẽ tách trứng rồi thao tác với lòng đỏ trước rồi mới đến lòng trắng. Hôm nay thì mình sẽ đánh 3 lòng trắng trứng khoảng 100g. Đầu tiên thì mình sẽ cho một xíu muối vào lòng trắng. Mình sẽ bấm thời gian đánh lòng trắng, không tính thời gian mình ngừng nhé. Mình sẽ hơi nghiêng ô một chút. Chú ý là kỹ thuật đánh là mình đánh nhanh, mạnh theo chiều ngang và hơi hất trứng lên, như vậy sẽ làm cho trứng được bông tốt nhất. Chỉ sau khoảng 18 giây thì lòng trắng đã nổi bọt. Mình cho nước chanh vào, khoảng hơn 1/2 thìa cà phê. Các bạn có thể thay bằng giấm hoặc hơn 1/4 thìa cà phê cream of tartar, một loại chất ổn định cho lòng trắng trứng, có thể tìm mua ở các hàng nguyên liệu làm bánh. Mình cứ đánh liên tục như vậy thôi, khi nào mỏi tay thì mình nghỉ một chút. Các bạn thấy là sau khoảng 1 phút 30 giây thì trứng đã bông xốp như bọt rồi nhé. Giờ mình sẽ cho đường vào, mình sẽ cho từ từ từng chút một. Ta đánh đều sau mỗi lần cho. Thỉnh thoảng các bạn có thể xoay ô để trứng được đánh đều. Các bạn thấy khi mình đánh đúng thì lòng trắng xô về một phía như sóng biển vậy. Đây là lý do mình nghiêng ô, là do khi đánh nó xô về một phía nhé.
Lúc này lòng trắng trứng ở trạng thái bông mềm. Khi ta nhấc que đánh lên, thấy lòng trắng oặt xuống. Trứng ở giai đoạn này thì có thể dùng cho những món bánh với lượng chất lỏng nhiều, ví dụ như bánh bông lan phô mai hay bánh bông lan sữa chua trên kênh của mình. Tuy nhiên với hầu hết các loại bánh khác thì ta cần đánh thêm để lòng trắng đạt bông cứng nhé. Khi lòng trắng đã bông mềm thì ta vừa đánh vừa thử độ bông của trứng. Các bạn thấy lòng trắng trứng giờ đã bông cứng rồi. Khi mình nhấc que đánh lên thì nó có thể rung rinh nhưng mà không bị quặt xuống. Và mình có thể úp ngược âu luôn. Đây là giai đoạn tốt nhất khi đánh bông lòng trắng để làm các loại bánh. Vậy là chỉ sau khi đánh khoảng 4 phút không tính thời gian mình ngừng lại thì lòng trắng trứng đã bông cứng rồi. Đến giai đoạn này thì các bạn không nên đánh tiếp nữa. Lòng trắng trứng bị đánh quá tay sẽ bị khô và khó trộn vào hỗn hợp. Tất nhiên là nếu các bạn làm bánh với số lượng trứng lớn hơn thì sẽ cần đánh lâu hơn mình đánh trong clip này. Nhưng thực sự là việc đánh lòng trắng bằng tay không hề khó và các bạn hoàn toàn có thể thực hiện ở nhà nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thích hãy like video này và đăng ký kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.